ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi như miệng cười cô giáo, vậy giống hả? Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh. Giờ vào mình nghĩ chắc có rất nhiều bạn tự hỏi tại sao là 3 ngày nay ông Vinh ông đi đâu mà mất tích không ra video. Thì là do là mình có một vài công việc là mình đi sự kiện nên trong thời gian đó là mình 3 ngày nay là mình mất tích luôn. Và các bạn yên tâm, mình đã trở lại rồi đây và mình sẽ ra thường xuyên và các bạn anh em và yên tâm nha. Trước khi mà bắt đầu cái video á thì trước tiên là sẽ có bất ngờ cho các bạn đây. Nhưng mà hãy khoan đã, đừng quên để lại video này một like và một đăng ký kênh đã nha. Và bắt đầu nào. Yo, và các bạn hãy cùng mình đến với video đầu tiên trong video ngày hôm nay của Vinh. Yeah. Và các bạn vừa thấy đó, mình vừa làm một cái khả năng siêu phàm gì đó, mình có thể đi xuyên một cái lỗ tường, còn mình xuống một cái căn hầm. Ơi, phải nói là rất là kỳ diệu đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ thử cho các bạn và cách nó làm như thế nào mà bắt Vinh có thể là kỳ diệu mà magic ảo thuật như vậy. Các bạn chỉ cần hai thứ này cho mình, đó chính là một cái lồng đèn và một cái slooker. Cái slooker, cái rương slooker nha, chứ không phải là cái con slooker nha. Các bạn lưu ý cái điều này cho mình. Thì các bạn đặt cho mình cái hướng slooker nó theo hướng lên phía trên như vậy này nha. Đó. Và tiếp tục là mình sẽ kiểu như là cái phần phía trên ấy, phần phía trên thì mình sẽ cho nó đặc biệt một chút, rồi mình sẽ thay cái đá cuội đi nhìn cho nó khác biệt một chút. Thì ủa, hình như là mình đặt hơi thấp nha. Các bạn như là các bạn cho mình một tầng nữa và cái lồng đèn phía trên thì xong xuôi đó các bạn, rất là dễ dàng luôn. Bây giờ là bạn hãy đứng đúng cái hướng luôn, đúng cái hướng giữa. Sau đó các bạn chỉ cần mở cái rương thì lúc này là các bạn sẽ đi xuyên vào một cái đường hầm phía bên dưới. Trời ơi, quá là ảo diệu. Phải nói là Minecraft có rất nhiều thứ để các bạn tìm tòi. Nếu mà học nhiều pha coi như là ảo thuật hoặc là gì đó magic á, các bạn cứ tìm đến Vinh nha. Các bạn nhớ để lại một like và một đăng ký kênh cho mình nha. Thì các bạn có thể làm một cái tầng hầm bên dưới nếu mà các bạn biết cách. Bây giờ ví dụ như là mình đang muốn thực hiện cái điều này ở trong cái thế giới bình thường nha. Ví dụ như là các bạn đang muốn làm một cái tầng hầm, một cái tầng hầm phía bên dưới kiểu như là bí mật á, thì chỉ cần ngồi làm một cái hố rồi thao vào đó là cái gì ta, slooker. Các bạn nhớ là theo cái hướng slooker, cái hướng đi lên nha, hướng phía trên nha. Đấy, rồi lắp lại rồi phần còn lại các bạn chỉ cần làm thêm với cái phần nóc. Phần nóc thì chúng ta sẽ để cái bóng đèn. Đấy, giống như là cái phần mở đầu của video các bạn đã thấy mình trang trí nguyên một cái căn phòng phía bên dưới lòng đất luôn, rất là xịn sò. Đấy, vậy là ok, thành công rồi đó nha bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ có rất nhiều bạn đang phân vân là chúng ta nếu mà đi xuống thì được rồi đó, nhưng mà quan trọng là việc đi lên thì đi lên bằng cái cách nào. cái này thì tôi không có biết nha. Ha, đi xuống thì được rồi đó, nhưng mà đi lên thì chúng ta dùng cái cách nào đi lên nha. Mình cũng bó tay luôn rồi. Ok, mà nói chung là cũng là một cách để các bạn có thể làm cái tầng hầm phía bên dưới cũng rất là ngon nhẽ xịn sò nha. Và chúng ta đến với cái điều thứ hai nữa các bạn ơi, let's go nè. Ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi như miệng cười cô giáo, vậy giống hả? Ok, và các bạn hãy cùng mình đến với cái điều thứ hai nào. Thì cái điều này là các bạn vừa thấy một cái đoạn video, chỉ cần là mình phá cái kia thôi là mình có thể bay lên trên sao hỏa luôn rồi. Oh my god, vậy là trong Minecraft giờ đây là các bạn có thể du hành thời gian, du hành vũ trụ rồi đó. Thì cái cách này thì các bạn làm như sau. Bây giờ là mình sẽ chỉ. Thì mình thấy cái cách này khá là phổ biến với các bạn rồi. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra thì mình muốn thí nghiệm với khi mà chúng ta thử với cái 9999 Fireland. Việc đầu tiên là các bạn cần làm cho mình là sẽ làm một cái bộ lập redstone theo cái hướng vòng quanh như vậy nào. Nếu mà các bạn xem chưa rõ, các bạn có thể tua lại cái khúc này nha. Và
Nếu mà các bạn đặt như vậy thì cái bộ lọc Redstone nó sẽ không thể nào mà nó lặp đi lặp lại. Và việc còn lại là các bạn chỉ cần lúc mà các bạn đặt xuống á thì các bạn hãy phá nhanh đi, thì lúc này cái bộ lọc Redstone nó sẽ vòng quanh đó. Thì lúc này thì nó sẽ giúp cho khi mà mình đặt cái piston dính á, thì cái piston dính nó sẽ cũng bị nhấp nhô, kiểu như là lặp đi lặp lại luôn. Đây, mình sẽ cho anh em xem nè. Thì bây giờ mình sẽ che lại phần này đi cho nó nhìn cho nó tinh tế. Nếu mà anh em muốn quan sát cái tọa độ á thì vô cái phần setting rất là đơn giản luôn, chỉ cần qua cái phần game rồi chọn phần show phần này nè. Đấy, nói chung là phần này đó, thì các bạn nhìn cái góc trên bên trái màn hình nó có hiện tọa độ cho các bạn. Anh em hãy quan sát ở phần số ở giữa nè. Đấy, lúc tôi đi lên thì nó hiện lên nè, số nó đi lên nè, lúc mình đi xuống thì con số nó sẽ hạ xuống. Đấy, các bạn để ý phần này nha. Lúc tí xíu là chúng ta sẽ quan sát cái tọa độ kèm theo cái thực hành ở trong cái video này. Ở phần ở dưới của cái piston dính á, anh em để cho mình cái bedrock nha. Bedrock như thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn đặt được cái file end. Đấy, nếu mà bạn nào kiểu như là chưa biết về cái vụ này á thì cái file end á nó chỉ đặt được ở trên cái hoặc là bedrock hoặc là cái obsidian hắc diện thạch thôi. Trước tiên là mình sẽ thử khoảng như đây thôi, mình sẽ không cho nhiều lắm để mình coi khi mà chúng ta cho kiểu khoảng là vừa để coi cái tốc độ nó tung lên như thế nào. Wow, oh my god, các bạn để ý cái phần tiện chỉ số tọa độ nào, mình bay lên kiểu khoảng là 400 mấy luôn ấy. Oh my god, ôi trời ơi, mới như đây thôi là mình đã bị tung lên trời cực kỳ khủng khiếp rồi. Mà nếu mà khi mà chúng ta cho cái khoảng là mấy chục nghìn rồi chắc bay là tuốt lên cái sao hỏa vũ trụ luôn quá. tiếp tục là mình sẽ làm cái máy mới nha các bạn ơi. Cái máy bên kia nó bị nổ tung luôn rồi. Chẳng thiệt chứ. Đây và chúng ta tiếp tục làm cái bộ máy mới này, và mình sẽ thử với cái khoảng là 1000 đi, 1000 cái file end. Ok, mình nghĩ cái khoảng như đây là ổn rồi. Ôi ơi, mình đặt cỡ như đây mà máy mình chưa có cảm giác bị lắc luôn á các bạn à. Ôi nhìn cũng đẹp phết chứ bộ nha. Ôi trời ơi, bây giờ nè, tung lên nè. Một quả chu chu. Wow! Gì? Lên máy rồi. Trời 38.000, 39.000, 40.000, 41.000. 41.000 rồi, lúc này là hạ xuống rồi. Với tốc độ hạ xuống với tốc độ không phanh, tốc độ bàn thờ. Wow, vậy là với cái tốc độ mà mình tung lên đó bạn ơi, với cái chiều cao mà tung lên ấy thì chúng ta có khả năng là lên tới vũ trụ luôn à. Oh my god, và bây giờ là chúng ta thực sự là nó đang đáp xuống các bạn ơi mà vẫn chưa thấy cái mặt đất ở đâu cả. Ơi, trời, cho tôi thấy cái mặt đất bên dưới đi. À, mình đang rơi đó các bạn ơi mà bây giờ là chưa xuống cái mặt đất luôn ấy. Biết chừng nào mới xuống đây. Không biết là nếu mà chúng ta treo cái máy các bạn mà mình đặt liên tục cái khoảng là 30 phút chắc là bay đi lên trời luôn á, chắc hết xuống được luôn á. Ôi phải nói là kinh khủng khiếp luôn ấy. Rồi mình nghĩ là sắp xuống rồi nè. Rồi 600, 500 nè, 400 rồi nè, 300 nè, 200 nè. Rồi đã thấy mặt đất rồi nha. Ôi trời ơi, mình đã bay lên cái bầu trời mất một khoảng thời gian cũng mình nghĩ là cũng một phút á. Nói chung là nếu mà anh em muốn lên sao hỏa gặp chú cội chị Hằng trên cung trăng á thì cứ thử cách này nha. Vừa nãy là tôi vừa thấy cả chú cội luôn ấy, chú cội nhảy quá sung luôn này. thôi mà chúng ta đến với cái điều thứ ba rồi các bạn ơi, let's go này. It's all about humanity. Bây giờ là mình mới biết cái điểm yếu của mấy cái con vật trong Minecraft, là các bạn biết là mấy tụi nó là sợ gì nhất không? Rất là buồn cười ở chỗ là cá bọn. Nếu mà nói ra thì các bạn chắc là cười té ghế luôn quá. Giờ mình sẽ nói cho bạn nghe nè, là tất cả con vật trong Minecraft thực sự là tụi nó sợ cái nút bấm á. Cái nút bấm bằng gỗ á, hoặc là cái nút bấm gì cũng được á, miễn sao là cái nút bấm nhỏ nhỏ vậy. Các bạn biết cái nút bấm không? Các bạn chỉ cần bao quanh xung quanh chỉ là cái nút bấm thôi là không có con nào dám đi ra ngoài cả. Kể cả là khi nó đứng gần các bạn, nó cũng không dám đánh các bạn luôn. Ghê không? Rồi, đây là mình sẽ làm cho các bạn xem nè. Mình sẽ đặt con dân làng ở giữa đây nha. Nè, bạn để ý là để một hồi lát sau là nó không dám đi ra luôn á, nó chỉ đứng trong đó không à. Thường thường là con dân làng nó rất là nhoi. Đấy, nó hay đi lung tung lắm. Nhưng khi mà mình đã bỏ cho nó vô cái xung quanh là nước bấm thì nó sẽ không dám đi ra ngoài nữa. Nè, mình sẽ ví dụ thả cho các bạn một cái con zombie này đi. Đấy,
Và con zombie này nó không dám vô luôn, kiểu như là nó vô không có được á. Mình không hiểu sao cái lỗ bự chà bá như vậy mà không vô được. Trời đất ơi, mấy cái bọn này giờ loạn hết rồi à các bạn à. Đó, hình như là nó không đánh được luôn á. Ủa, rồi sao con dân làng ngoài kia nó không có lượt đi? À, rồi con dân làng nó chạy ngoài kia, sao mày không đuổi theo nó đi? Trời đất ơi, con zombie này nó bị ngáo đá được rồi các bạn à. Con dân làng nó chạy nhông nhông ngoài ngoài bên ngoài như vậy mà không rượt, mà mày gắn bắt cái con bên trong nữa các bạn. Được, cũng tôi cũng lại thiệt luôn rồi. Nếu mà các bạn thấy quá là kỳ diệu, để lại video này một like và một đăng ký kênh cho bên nha, để biết có nhiều pha ảo thuật kỳ lạ. Tiếp tục, đây là một cái thí nghiệm là mình sẽ cho cái nguyên mấy cái con mà nguy hiểm giống như là cái con tê giác này với mấy vài cái con zombie đấy. Thì khi cái bọn này nó đứng lên cái phím bấm á, thì mấy cái bọn này nó sẽ tự nhúc nhảy và mình đứng gần nó không đánh, nó không thèm đánh mình luôn các bạn à. Kiểu giống như là cái phím bấm này nó có một cái ma thuật gì đó rất là kỳ lạ đấy, chúng ta không thể nào mà giải thích được. Đấy, ngay cả cái con tê giác phải nói là nó có sức mạnh cực kỳ là khủng khiếp, nhưng mà nó vẫn sợ mình luôn các bạn à. Các bạn có thể gọi là nó có thể là sợ mình đi à, nghe nó rất là chất đúng không? Nó rất là ngầu lòi. Đấy, bây giờ là bắt Vinh là bá chủ luôn rồi. Oh my god, bây giờ là con nào cũng sợ hết. Ôi giờ giờ mình bỏ rất là nhiều con nhưng mà không có con nào đếm xỉa hoặc là quan tâm đến mình luôn. Ôi, và nếu mà các bọn nào hình như mấy cái bọn này nó còn nhảy nữa các bạn à. Tôi cũng lại thiệt luôn á. Và tất cả các điều ở trong video này các bạn thực hiện ở trên MyRap BE trên điện thoại nha. Nha, các bạn nhớ nha, thực hiện ở trên MyRap BE trên điện thoại. Vô, và đây cũng là cái điều cuối cùng trong video ngày hôm nay. Ok, và video mình đến đây cũng là được kết thúc rồi bạn à. Và hôm nay là chúng ta cũng đã tìm hiểu thêm những cái bí mật, những bí ẩn trong Minecraft, và đó giờ nó bị ẩn sâu ở trong cái thế giới này. À, và theo các bạn ấn tượng những cái hiện tượng nào nhất, hoặc là các bạn còn những cái hiện tượng nào mà bá đạo cũng như là kỳ dị, để lại phía bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và và nếu mà các bạn nào là fan chân chính của Vinh, nhớ bình luận thêm cái hashtag là fan Vinh. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên để lại video này một like và một đăng ký kênh cho Vinh nữa nha. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn anh em trong các video sau nha. Bye bye.